Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình xin tự giới thiệu, mình là Support Hùng. Và thời gian vừa qua thì có rất nhiều bạn trên kênh YouTube của mình hỏi là khi nào mình kết hợp với cô học hay làm những video hướng dẫn cách di chuyển trong bộ môn cầu lông ấy. Thì thời gian trước thì Hùng và cô học, trước khi mà giải đồng đội toàn quốc diễn ra ở tỉnh Thái Nguyên ấy, thì Hùng có kết hợp với cô học bỏ một ngày ra sân tài chính này để làm video rồi. Nhưng mà bọn mình thấy nó vẫn chưa, gọi là nó chưa đủ hay, nó chưa đủ dễ hiểu và nó chưa thuyết phục được bọn mình. Vậy mà cái video hôm đó thì bọn mình bỏ qua. Và ngày hôm nay thì Hùng quyết định là Hùng sẽ, dĩ nhiên là không phải là hôm nay Hùng sẽ hướng dẫn mọi người kỹ thuật di chuyển, mà Hùng sẽ kết hợp với cô học làm cái video đó sau. Còn bây giờ thì Hùng sẽ chia sẻ với mọi người. Lần sau thì Hùng với cô học sẽ chia sẻ về kỹ thuật, làm video chia sẻ về kỹ thuật di chuyển sau. Cô học sẽ là người trực tiếp hướng dẫn các bạn, bởi vì Hùng chưa đủ trình độ để hướng dẫn các bạn về kỹ thuật di chuyển, bởi vì Hùng di chuyển vẫn còn sai khá nhiều. Tuy nhiên thì hôm nay Hùng sẽ chia sẻ với mọi người một số bài tập chân để giúp cho chân của các bạn khỏe hơn, để các bạn có thể di chuyển tốt hơn nhá. Yêu cầu của di chuyển, thứ nhất là các bạn phải đúng kỹ thuật, di chuyển đúng bước. Thứ hai là lực chân của các bạn phải đủ khỏe để các bạn có thể đáp ứng được nhu cầu di chuyển khi bước với. Khi những pha cầu với thì chúng ta có thể ẩn chân về. Và cái yêu cầu thứ ba đó là độ linh hoạt của chân. Thì ngày hôm nay thì Hùng sẽ chia sẻ với mọi người một số bài tập cơ bản về lực chân, một số bài tập đơn giản về lực chân mọi người sẽ có thể dễ dàng thực hiện và tập luyện để giúp cho cái lực chân của mình nó khỏe hơn và di chuyển tốt hơn nha. Những video sau thì Hùng sẽ tiếp tục làm những bài tập, có nghĩa là hôm nay Hùng sẽ chỉ làm 3 bài thôi. Những video sau thì Hùng sẽ làm nhiều bài tập hơn. Những video sau thì Hùng sẽ làm các bài tập khác, cứ dần dần từ các bài tập về lực chân đến các bài tập về độ linh hoạt của chân. Thì Hùng cũng mới học được, Hùng cũng đang áp dụng, Hùng thấy nó rất là hiệu quả. Vì vậy mà Hùng quyết định là hôm nay sẽ ra sân tranh thủ vài phút để chia sẻ với anh em. Và bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu thôi nhá. Bây giờ bắt đầu thôi nào. Ok, chúng ta sẽ bật 30 lần như thế để tập lực bật của chân cũng như là độ khỏe của bắp chân. Ok mọi người, sau đây thì Hùng sẽ thực hiện bài tập chân thứ hai, đó là bài bật nhảy. Mọi người hãy cùng Hùng xem nhá. Ok mọi người, hãy kiếm cho mình một cái bục. Cái bục này nó hơi thấp, cao hơn một chút nữa thì sẽ tốt hơn nha mọi người. Và sau đây Hùng sẽ hướng dẫn mọi người bài tập cuối cùng, bài tập thứ 3 trong ngày hôm nay. Hùng sẽ chia sẻ với mọi người. Ok, đầu tiên chúng ta tập bật chân trái trước. Co chân lên, nhún xuống, co lên, nhún xuống, co lên. Mỗi chân chúng ta sẽ tập 15 cái nha mọi người. Không được xô chân đi, phải nhún xuống, hấp thụ hết lực xuống ẩn lên. Nhún xuống, hấp thụ hết lực xuống ẩn lên. Chúng ta đổi chân, thì nó sẽ phải. Ok, khi tiếp xúc xuống đất chúng ta phải nhún chân xuống chứ chúng ta không bị để xô chân đi nhá. Có nghĩa là chúng ta sẽ khuỵu hố gối xuống, hấp thụ lực hết rồi chúng ta bật lên, không được xô chân đi nha mọi người.